coi của ông này. Ông này cũng làm YouTube nè. Ông này là cũng làm kênh YouTube về tựa game One Punch Man nè. Đây. 133 triệu lượt chiến đấu với 100 triệu lượt chiến. Trời ơi, mẹ ổng còn cái ông Easy Victor này giờ này ổng còn chơi Kabuto à, lạy chúa à. Ổng còn chơi Kabuto kìa mày. Mày đánh đấm tới giờ này, không Sam mày. Không Sam rồi không sao không con Samurai nguyên tử Kabuto chơi mày biết nhè luôn. Ừ mày có đam Acid thì bố mày vẫn đam được trận này hay nè. Thì trận này tôi sẽ đăng lên sớm nè, thì trận này có Kabuto. Quýnh tới thời điểm này rồi vẫn còn Kabuto à. Rồi Kabuto mất luôn khả năng chi kết rồi, đâu chi kết được đâu. Thằng Huy mà 30 vé thì thôi tao đéo tin. Riêng thằng Huy mà chát 30 vé là tao đéo tin. Không bao giờ tao tin luôn Huy à. Ừ, nô mặt ra đây vô chết đặt thì tin. Riêng trong cái kênh chat này ba thằng mà tôi không tin tưởng là đâu, trong cả hai thằng mà tôi không tin tưởng là Huy là anh Đức là tôi xếp hàng đầu. Ủa à, sai skill tưởng nó là chi kích chứ. Làm hết hồn. Mẹ coi từ 10 giờ, coi tới gần 11 giờ rồi mà coi được 4 trận à. Mẹ quýnh 4 trận mẹ, 4 trận coi 20 phút kìa, cay đi chứ. Mày đưa đánh trước đi, mày đưa dòng Discord đánh trước đi, cần gì chờ anh đâu. Anh em nào đánh cờ thì cứ vô link Discord đây nè, anh gửi link Discord cho nè. Anh em nào vô đánh thì cứ đánh trước đi, Trần ghi chờ anh. Mở giải không có đủ 8 người đâu, mở giải. Mấy anh em nào vô chơi thì cứ ấy trước đi, vô tạo phòng quýnh đi. Tạo phòng quýnh lộn với nhau đi rồi anh vô sau, cần đâu đợi, cần gì đợi anh đâu. 3 tiếng sau là con Fubuki nha. Sao là con Fubuki?
Không em, anh chưa chơi nên anh không biết. Con Fubuki anh có được chơi đâu. Đừng nào chơi ra Fubuki ai lấy, ai mở bát lấy Fubuki thì tính. Mực combat lấy siêu tự kỷ được không anh? Còn có 53 vé. 53 vé lấy kịp mà, 53 vé tới lúc ra con mực là điểm danh là được 5 vé là 60. Em mua trong cửa hàng 1.800 kim cương là được 6 vé nữa là đủ mà. 53 vé tới lúc có mực là đủ mà. Skip ban giờ con ban nghĩ rách thì lấy làm gì? Con ra rui còn suy nghĩ nên lấy hay không, con ban thì lấy làm gì? Con ban vứt nha, mày con ban lại con nghĩ rách nha. Ban vô tấu hề được, lấy ban làm gì, tự nhiên bỏ 180 vé rồi lấy con ban làm gì, vô diễn hài hả, lấy làm gì. Ra rui 4 tháng thôi, 4 tháng. Một con tướng là cứ 4 tháng. Con tướng nào trong cơ mực là được chơi đúng vai trò của nó 4 tháng đó. Ôi, đấm phát 81 triệu đam, mẹ skin hack à. Ôi, thì phải đấm phát 81 triệu đam kìa.